Bụi sân bay Long Thành tiếp tục phát tán mù mịt gần chục km, gây ô nhiễm khu dân cư dù đã có nhiều biện pháp hạn chế. Gần 30 quốc gia sơ tán công dân, nhân viên ngoại giao khỏi Sudan khi xung đột quân sự tại đây không ngừng leo thang căng thẳng. Thời nào cũng có thần tượng, nhưng tầm ảnh hưởng thì có tốt, có xấu. Câu hỏi là ai đang tiếp tay nâng những thần tượng dởm trở thành idol? Thưa quý vị, nếu như mà có cảm giác như là bị cúm thì quý vị hãy cẩn trọng bởi có khả năng đó lại là COVID-19. Và ngày hôm qua thì cả nước ghi nhận hơn 1.900 ca mắc mới COVID-19. Trong số các ca mắc mới thì có khoảng 50% không có triệu chứng, tỷ lệ nặng dưới 2% và số còn lại là có triệu chứng nhẹ. Thực tế thì các triệu chứng COVID-19 ngày càng biểu hiện giống như cúm. Tại khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đợt này thì đa số bệnh nhân bị sốt, ho, mệt mỏi, đau nhức cơ thể. Một số trường hợp ho khan dai dẳng từ 5 cho đến 7 ngày, đi khám, test nhanh cho kết quả dương tính với COVID-19. Do đó thì không thể phân biệt giữa cúm và COVID-19 nếu như chỉ dựa vào các triệu chứng. Chỉ khi xét nghiệm bằng test nhanh hoặc là PCR, bác sĩ mới biết là chính xác người bệnh có nhiễm COVID-19 hay không. Từ đó có phác đồ điều trị đúng và kịp thời. Vâng, với đợt dịch lần này thì chúng ta không lo lắng quá mức, nhưng cũng không chủ quan, đặc biệt là trước kỳ nghỉ lễ sắp tới. Biện pháp phòng chống dịch bệnh quan trọng vào lúc này vẫn là 2K, tức là khẩu trang và khử khuẩn, và đặc biệt là tiêm vaccine phòng COVID-19. Chính vì vậy thì tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố đã khuyến cáo người dân nên đi tiêm ngừa mũi bổ sung. Tại nhiều cơ sở y tế ghi nhận số người dân chủ động tìm đến để tiêm vaccine mũi tăng cường, gia tăng. Nếu như 3 tháng đầu năm, mỗi ngày quận 8 chỉ tiêm được dưới 10 mũi vaccine ngừa COVID-19, thì khoảng 2 tuần trở lại đây, con số này đã tăng lên khoảng 40 mũi một ngày. Sáng nay, Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Suncovia, loại thuốc y học cổ truyền đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện nay, vừa được Bộ Y tế chỉ định trên điều trị COVID-19, cấp phép lưu hành toàn quốc. Từ đầu năm 2021, khi mà tình hình dịch bệnh đang phức tạp, Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn sử dụng y học cổ truyền trong hỗ trợ điều trị COVID-19. Trong quá trình vừa nghiên cứu vừa chống dịch, kết hợp với kinh nghiệm lâu đời và thực tiễn điều trị, kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Y tế chứng nhận, được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Đến ngày 12 tháng 4 vừa qua thì Bộ Y tế chính thức cấp phép làm thuốc với tên gọi là Suncovia, ngăn ngừa điều trị COVID-19 và các bệnh cúm mùa. Qua cái nghiên cứu và qua thực tiễn tại bệnh viện dã chiến số 3 mà các nghiên cứu viên đã nghiên cứu đó thì các cái người bệnh mà được sử dụng đó thì rút ngắn được cái thời gian điều trị cũng như là giảm đi các cái triệu chứng đáng kể. Khi mà chúng ta làm được một cái sản phẩm y học cổ truyền và đưa cái nghiên cứu khoa học vào trong cái để đưa ra cái gọi là cái bằng chứng khoa học thì điều đó nó sẽ có hai cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất là chúng ta chứng minh được hiệu quả của thuốc y học cổ truyền, và cái thứ hai nữa là nó tạo tiền đề cho những cái nghiên cứu để tạo ra cái y học bằng chứng cho các thuốc y học cổ truyền sau này. Chiều qua, lãnh đạo đội cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với một chủ cơ sở kinh doanh online trên địa bàn quận Hoàng Mai về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng. Chỉ vì tin vào những lời quảng cáo thực phẩm có chức năng là tăng cường sinh lý nam giới, nhiều người tiêu dùng đã mất tiền mua phải những sản phẩm giả mạo, không có tác dụng điều trị mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân mình. Trên tài khoản mạng xã hội, chủ cơ sở này luôn quảng cáo bán các loại thực phẩm chức năng có tác dụng như thần dược, tăng cường khả năng phái mạnh, điều trị sinh lý, cải thiện sức khỏe nam giới với đủ loại viên sủi và dạng xịt, thuận tiện, dễ sử dụng. Thế nhưng khi kiểm tra hàng hóa là 100 hộp thực phẩm chức năng của một nhân viên giao hàng, các trinh sát phát hiện toàn bộ hàng hóa này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Khám xét mở rộng, cơ quan chức năng thu giữ gần 200 hộp thực phẩm chức năng dạng viên uống và hơn 60 hộp dạng xịt. Hình thức là bán hàng trên mạng để và có những cái quảng cáo quá sự thật để gây cái lòng tin đối với người tiêu dùng sử dụng cái sản phẩm của mình, và các đối tượng đã yêu cầu là chuyển khoản trước, chuyển khoản đến số tài khoản ảo, khi tiền đến là đối tượng rút ra luôn. Theo cơ quan công an, do nắm bắt được nhu cầu của thị trường, đặc biệt là phái mạnh, những người yếu sinh lý ngại đến các cửa hàng để mua, chủ cơ sở đã tìm các nguồn hàng khác nhau qua các hội nhóm trên mạng xã hội, sau đó quảng cáo giao bán cho những người có nhu cầu,
rồi thực hiện chuyển tiền, thanh toán và gửi hàng qua dịch vụ giao nhận hàng hóa. Mặc dù biết đây là hàng giả, nhưng do nguồn lợi nhuận lớn nên chủ cơ sở vẫn cố tình mua bán để kiếm lời. Không nên sử dụng quá nhiều và quá liều lượng đối với những cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe này. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên sử dụng theo cái chỉ định của bác sĩ, mua những cái sản phẩm này tại các nhà thuốc hoặc các nơi mà được có cái kiểm định của cơ quan nhà nước, tránh cái tình trạng là chúng ta mua phải hàng giả và điều đó nó gây ảnh hưởng rất lớn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Theo điều tra, nếu vụ việc mua bán trên diễn ra chót lọt, chủ cơ sở bán hàng online sẽ thu lời bất chính khoảng 300 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xác minh, truy xét những địa điểm đối tượng đã bán các loại thực phẩm chức năng giả nói trên và triệu tập các đối tượng liên quan trong đường dây buôn bán hàng giả để điều tra, xử lý. Chiều qua, nhiều người dân sống tại khu vực xung quanh công trình sân bay Long Thành lại bị ảnh hưởng khi mà bụi dày đặc từ công trình phát tán và bay mù mịt ra môi trường. Bụi từ công trình không chỉ phát tán ra khu vực các xã xung quanh sân bay như là Long An, Bình Sơn mà còn phát tán lên cao, tạo thành cột bụi cao vài km bay về phía thị trấn Long Thành và huyện Nhân Trạch. Tại trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51, xã Long Phước, dễ dàng quan sát là bụi từ công trình phát tán lên cao, tạo thành một quầng đen bao phủ cả một góc trời, khiến cho cây cối nhà cửa bị che khuất. Đại diện nhà thầu cho biết là chiều qua khu vực xung quanh sân bay có mưa nên đã tạo thành những dông lốc cuốn theo bụi từ các bãi tập kết đất, thu gom san nền, bay lên cao và phát tán ra môi trường. Mặc dù nhà thầu đã có nhiều giải pháp nhưng mà sự cố thời tiết bất ngờ đã khiến cho các đơn vị thi công không kịp trở tay. Nhà thầu cũng cho biết là tại công trường thi công sân bay đã có vài cơn mưa nên bụi đã giảm nhiều so với trước. Vâng, thưa quý vị, ngày xưa thì là sách báo, là đĩa DVD, nay thì là cạc bo góc, là TikTok, là fanpage, vân vân. Dù nền tảng mỗi thời mỗi khác, thế nhưng mà idol thì thời nào cũng có. Mà đã có idol là phải có người hâm mộ, có fan hâm mộ. Vấn đề ở đây là idol có chạm tới người hâm mộ của mình bằng nguồn năng lượng tích cực hay không mà thôi. Hôm nay hãy nói về những idol dởm. Quý vị đang theo dõi một chuyện nóng của Chuyển động 24 giờ. Vâng, đầu tiên xin được định nghĩa lại một chút về từ idol. Vì đây là một từ đi mượn từ tiếng Anh, thế nên là nó chưa có định nghĩa chính xác về mặt học thuật trong từ điển tiếng Việt. Tuy nhiên, về nguồn gốc của từ này thì có thể nói như thế này. Chuyện thần tượng là thứ đã có từ rất lâu rồi. Cụm từ thần tượng hay là idol trong tiếng Anh lần đầu tiên xuất hiện vào giữa thế kỷ 13 với ý nghĩa ban đầu là hình ảnh hiện thân của thánh thần trong ngôn ngữ của các nền văn hóa phương Tây. Idol bản thân nó đã hàm chứa sự ca ngợi và tôn sùng. Ngày nay thì idol có thể là một nhân vật ở bất kỳ lĩnh vực nào, miễn rằng họ có đủ tài năng và có tầm ảnh hưởng tích cực được công nhận trong lĩnh vực ấy. Từ đó nhận được những sự yêu mến và ngưỡng mộ của cộng đồng. Vâng, phải định nghĩa lại như vậy để thấy rằng nếu như mà lấy đúng cái định nghĩa này áp vào những nhân vật đang được nhiều người gọi là idol mạng xã hội hiện nay thì rõ ràng có một thực tế là đó là những idol dởm. Thật và dởm nó khác nhau ở chữ tài năng. Nhưng chớ trêu thay là tầm ảnh hưởng lại chẳng khác nhau là mấy, đặc biệt là với sự trợ giúp của mạng xã hội như ngày nay. Thế nên là mới có những trào lưu như là múa quạt, đầu cắt moi, hay như gần đây đó là trào lưu chụp ảnh thả tim cùng với cô diễn viên người Nhật. Vâng, thế nhưng mà hãy dừng lại một chút đã, trước khi đi tiếp, hãy thử trả lời câu hỏi này. Tại sao quý vị lại biết đến những trào lưu tôi vừa nhắc tới? Quý vị đã thấy nó ở đâu rồi? Tôi tin là nhiều người sẽ có câu trả lời giống mình. Ta gặp những idol dởm này qua nhiều trang tin tức trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay. Vậy tại sao những trang tin tức này lại đưa những thông tin về những idol lệch lạc ấy? Thưa quý vị, tôi đã đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này và một số ý hỏi khác nữa đến với một chuyên gia nội dung số. Đó cũng là một người trẻ gắn bó với mạng xã hội. Chúng ta hãy cùng xem lần lượt trả lời những câu hỏi này với góc nhìn của chuyên gia ấy sẽ có những chia sẻ gì đây. Tại sao họ lại chọn hình ảnh của những idol lệch lạc đó để viết bài, để lên bài? Và khi mà làm như vậy thì họ được điều gì? Vâng,
chúng ta có thể tạm chia ra những kênh truyền thông chính thống và những kênh truyền thông không chính thống. Những hệ thống mạng lưới fanpage trên mạng xã hội thì tôi tạm gọi nó là những kênh truyền thông không chính thống. Thì đối với những kênh truyền thông không chính thống thì họ phụ thuộc rất nhiều vào việc độc giả có tiếp cận được với những bài đăng của họ hay không. Thì đối với những cái bài đăng thuộc về cái nội dung mà thiếu tích cực, nó như nội dung thiếu lành mạnh, ví dụ như về những idol mạng hoặc là giang hồ, thì bản chất những nội dung đấy về một cách tự nhiên nó thu hút được một lượng quan tâm rất lớn. Và về mặt thuật toán của mạng xã hội thì khi một fanpage có một bài đăng được nhiều tương tác thì những cái bài đăng tiếp theo thì những cái bài đăng tiếp theo của họ sẽ có khả năng cao có nhiều tương tác. Nói đơn giản, nếu như hôm nay anh Sơn Lâm tương tác với một fanpage, một cái comment, một cái like, một cái share, thì ngày hôm sau cái khả năng anh Sơn Lâm nhìn thấy cái fanpage đó lần thứ hai nó sẽ cao hơn. Vì vậy những cái bài đăng thuộc cái loại là thiếu tích cực, những bài đăng thuộc cái loại là thiếu lành mạnh đấy, nó mang lại một cái lượng tiếp cận rất là lớn, thì nó có thể nâng được cái lượng tương tác, lượng tiếp cận trung bình của cả cái fanpage đấy lên. Đấy, nó gia tăng cái thương hiệu của cái kênh đấy trong mắt mọi người. Thì thông qua hai cái tác động trung gian đấy thì các cái kênh đấy, nền tảng đấy họ có thể kiếm được nhiều tiền thông qua những hoạt động như là bán quảng cáo hoặc là làm affiliate, rất nhiều hình thức khác. Nói như vậy cũng có nghĩa là không có nghĩa là những fanpage đấy họ muốn đăng về những đối tượng đấy, mà họ phải đăng về những đối tượng đấy bởi vì khán giả của họ thích xem đối tượng đấy. Chúng ta có thể nói như vậy. Khi nào mà khán giả, tức là chúng ta, còn bị thu hút bởi những cái thông tin mang nhiều cảm xúc như vậy thì những cái fanpage như vậy họ sẽ tiếp tục đăng những thông tin như vậy thôi. Tức tôi nói là ở đây là những cái thông tin nhiều cảm xúc, bởi vì là khi chúng ta đi xem những cái drama, chúng ta xem những cái thông tin gây sốc, những cái thông tin về giang hồ, về tranh cãi, bản chất cái chúng ta cần là cảm xúc chứ không phải là thông tin. Chúng ta xem những cái đấy không phải bởi vì nó cho chúng ta một bài học gì, mà chúng ta thèm cái cảm xúc khi chúng ta đọc những bài đấy, có thể là cảm xúc ngạc nhiên, phẫn nộ, giận dữ hoặc là vui vẻ. Vì vậy những kênh truyền thông không chính thống họ sẽ tiếp tục đăng những đấy khi mà chúng ta còn cần những cảm xúc đấy. Vâng, có thể coi các page, các trang thông tin kia là những doanh nghiệp đang kinh doanh tin tức, thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội. Trong một giới hạn nhất định thì việc chia sẻ thông tin, hình ảnh về những idol dởm kia là không vi phạm pháp luật, nghĩa là không bị cấm. Làm một điều không bị cấm để cho khách hàng quay trở lại với dịch vụ của mình, đó là điều mà bất kỳ một doanh nghiệp ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều mong muốn thực hiện. Vậy nên, trách các trang tin kia vì họ đang lan truyền những hình ảnh không đẹp cũng là một điều không thực sự công bằng với họ. Bởi xem hay không, cuối cùng là do quyết định của người xem cơ mà, chính là quyết định của những người dùng mạng xã hội chúng ta. Vậy người xem mong muốn điều gì đây khi mà tiếp cận với những idol dởm này? Xinh với cả hát, có những tài năng đặc biệt. Họ hay lên mạng live stream mà gáy rất to. Gáy nhiều khi gáy cũng vui, nhưng mà đôi khi live với người khác thì hay nói mấy câu hơi vô duyên kiểu đấy. Họ bị ảo tưởng về quyền lực ạ. Từ lúc nào họ cũng nghĩ là những cái lời nói mà họ đưa ra rất là có trọng lực, rất là có ảnh hưởng đến người khác. Lúc nào họ cũng nghĩ là họ là một người rất quan trọng trong mắt tất cả mọi người, có thể nói là như là họ nghĩ là họ là một cái rốn của vũ trụ ạ. Ngày xưa em biết đến Khá Bảnh chủ yếu là bởi vì những cái video mà Khá Bảnh nhảy nhót trông khá là vui, hoặc là những cái phát ngôn kiểu như là nghe nó hơi trẻ trâu một tí. Nhưng mà bởi vì những cái đó nó lại rất là gần với cái giới trẻ một chút, cho nên là nó lại càng có sự lan tỏa lớn hơn. Em thấy một số page ở trên Facebook mà đã có rất nhiều lượt tương tác rồi, họ thi thoảng sẽ có những cái video là những nói về những trích dẫn các thứ đấy, rồi họ cắt từng đoạn video của những cái người idol kia họ nói lên để truyền cho mọi người, thu hút lượt xem. Những cái video mà rất là gây tranh cãi luôn ạ, những cái câu nói, những cái hành động rất gây tranh cãi. Họ thường đăng theo cái kiểu cắt một đoạn clip của những người đấy ra, xong rồi thường là sẽ gây tranh cãi để câu comment các thứ để tăng tương tác, với cả người ta hay gắn link Shopee ở đấy. Tất nhiên là họ sẽ không đăng tất cả video về cái đồ đó, nhưng mà nhờ những cái video đăng về nhiều cái đồ đó thì họ sẽ càng ngày càng có cái chỗ đứng hơn trong cái lĩnh vực giải trí họ. Ví dụ như là một cái trang web có thông tin mà có được nhiều người tương tác vào nhiều bài viết kiểu gì, nó sẽ nổi bật hơn là những cái trang web mà không có ai vào tương tác rồi. Vâng, quý vị thấy đấy, xem một tí thì có làm sao đâu, xem một tí để mà thỏa mãn cái tò mò giải trí của mình thôi mà. Tôi tin là cũng ít có người trẻ nào dám nói rằng là mình chưa từng xem. Trong trường hợp này thì tò mò chính là điểm yếu của con người chúng ta, và mạng xã hội đang ngày càng khai thác một cách triệt để điểm yếu này. Quý vị có nhận thấy một thực tế rằng có vẻ như càng ngày càng có nhiều những idol dởm xuất hiện hay không? Tại sao lại như vậy? Tại sao sự xuất hiện của TikTok lại làm cho những hình ảnh tạm gọi là xấu xí như vậy, nó lại có cái cơ hội để lan tỏa nhiều như thế?
thì nhiều người nghĩ rằng là gần đây những cái nội dung không lành mạnh nó được sinh ra nhiều hơn. Tôi thì nghĩ không phải như vậy. Những cái nội dung không lành mạnh nó đã có mặt từ rất lâu rồi. Những cái scandal, những cái drama, những cái thông tin gây sốc nó đã có mặt từ rất lâu, từ trước khi có mạng xã hội, thông qua những hệ thống kênh báo chí. Nhưng với sự có mặt của kênh TikTok thì thật sự nó có những yếu tố liên quan đến thuật toán nền tảng, nó khiến cho những nội dung xấu đấy nó được lan tỏa mạnh hơn. Bởi vì trên những hệ thống mạng xã hội cũ như là Facebook hay là YouTube thì những cái nội dung xấu, nếu như chúng ta tiếp cận với nó, chúng ta có quyền lựa chọn là chia sẻ nó, lan tỏa nó hoặc không. Ví dụ anh muốn lan tỏa một nội dung xấu thì anh phải tương tác với nó thông qua like, share hoặc comment. Nhưng mà với TikTok thì anh không cần phải làm một hành động gì cả, anh chỉ cần xem thôi, anh đã góp phần lan tỏa nội dung xấu rồi. Bởi vì trên TikTok thuật toán của nó rất đơn giản là khi một nội dung được đăng tải lên nền tảng đó thì TikTok họ sẽ đo lường những cái hành vi của những người xem cái video đấy. Nếu như video ấy được người ta xem nhiều lần, xem đi xem lại, xem hết, thì nó sẽ tiếp tục lan truyền, phân phối cái nội dung đấy đến nhiều người khác. Đấy là giờ bây giờ lỡ mà lướt lướt TikTok làm thấy mà có một cái nội dung mà mình thấy là không lành mạnh, ngay lập tức phải lướt sang một cái khác. Đấy là nếu như trong trường hợp mà chúng ta có một cái chủ đích rằng là mình không muốn xem hoặc là mình không muốn lan tỏa, thì đấy có là một lựa chọn tốt. Còn nếu như mình nghĩ rằng mình muốn lan tỏa cái nội dung này thì hãy cứ ở lại xem càng lâu càng tốt. Đúng rồi. Và nếu như anh không bao giờ xem hoặc là anh cứ thấy những nội dung xấu anh lướt qua thì về cơ bản TikTok họ cũng sẽ không phân phối cho anh đâu. Cho nên là phải nói rằng cái thuật toán của TikTok là một phần, nhưng về cơ bản là con người chúng ta luôn bị thu hút bởi những nội dung nó gọi là thiên về cảm xúc như vậy. Vậy là giờ đây không chỉ có các hội nhóm trên mạng xã hội mà chính các nền tảng khi vẫn đang để bộ lọc video của mình lọt lưới những hình ảnh xấu xí thì việc người dùng và người sáng tạo nội dung chạy theo những nội dung ấy lại càng trở nên dễ dàng. Một khi ta xem nó, ta dành thời gian cho nó thì nó sẽ lại có cơ hội chạm tới nhiều người hơn nữa. Và khi một thông tin hay là một nhân vật có sức lan tỏa đủ lớn, được lặp lại đủ nhiều thì ảnh hưởng là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tràn lan những clip chửi bới, chém giết, kích động hận thù. Những buổi livestream thu hút hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người xem, kèm theo nhiều lời bình luận tung hô, thán phục. Để ngăn chặn những nội dung này là một bài toán đang chờ lời giải với các cơ quan chức năng. Những cái nội dung mà gọi là nội dung ngắn về những cái vấn đề phản cảm hay là giang hồ mạng ấy, thì chúng tôi vẫn đang xử lý theo cái hướng là phát hiện, ngăn chặn kịp thời, đồng thời xử lý đối tượng cung cấp. Cơ quan quản lý nhà nước thì đúng là cũng không thể đủ được nhân lực cũng như là các cái công cụ kỹ thuật để mà rà quét toàn bộ, nhất là trên những cái nền tảng mà có cái hệ thống livestream, vì nó theo thời gian thật và nó rất là nhiều. Khi người lớn vào xem với sự tò mò về thế giới giang hồ thì trẻ em lại mang thêm cả những nguy cơ háo hức trải nghiệm với kinh nghiệm sống ít ỏi của các em. Chẳng ai dám chắc các em sẽ không học theo lối sống này. Cháu có biết qua nó hồng cả Tiến Bịp rồi. Lúc cháu xem TikTok thì cháu có thấy ạ. Huấn Hồng, Tiến Bịp, các chú có giặc đánh nhau và có chửi rủa. Trên mạng hay chửi rủa nhau. Thì nói chung là nói về anh em các thứ, nhưng mà là nói đạo lý. Vâng, với quan sát của những người làm truyền thông thì điều nguy hiểm hơn là có một công thức đang lặp lại với tần suất ngày càng lớn hơn, có vẻ như vậy. Đó là công thức tạo phốt để nổi tiếng, rồi tẩy trắng, rồi quay lại để kiếm tiền. Quan điểm của vị khách mời ngày hôm nay về công thức này cũng sẽ khép lại một chuyện nóng. Nếu quý vị là một người trẻ đang muốn xây dựng thương hiệu cá nhân theo công thức này thì những thông tin sau đây là rất đáng quan tâm. Thì đấy là một công thức nó đã có mặt từ rất lâu rồi. Từ khi mà chúng ta có những cái giới showbiz ở trên báo chí, chứ không phải là từ khi chúng ta có mạng xã hội chúng ta mới có công thức đó. Thì nó là một công thức nó hiệu quả từ ngày xưa và đến bây giờ nó vẫn hiệu quả. Nếu như mà người sử dụng cái công thức đấy họ xác định được cái được và cái mất và họ chấp nhận cái đấy thì nó vẫn là một công thức hiệu quả. Tôi biết là anh Phùng Thái Học cũng là một chuyên gia trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân, và chắc chắn là đã có rất nhiều người tìm đến anh để xin những lời tư vấn về việc là xây dựng thương hiệu cá nhân cho tôi đi. Đã có ai nhắc đến cái công thức này với anh Phùng Thái Học hay chưa, và anh tư vấn như thế nào với họ? Cá nhân tôi thì không phải là một nhà đạo đức, cho nên tôi không bao giờ khuyên người ta là làm cái này cái kia. Nhưng dưới góc độ một người có nghiên cứu về thương hiệu cá nhân thì tôi thường phân tích cho họ cái được và cái mất. Nào anh nói luôn đi nào, được cái gì mất cái gì nào. Thì đây ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi đang nhờ anh tư vấn đây. Hãy tư vấn cho biên tập viên MC Sơn Lâm đi. Tôi đang muốn làm thương hiệu cá nhân và tôi sẽ định tạo một cái phốt luôn trong chương trình này chẳng hạn. Sau đấy tôi sẽ tẩy trắng. À thế à? Nếu như vậy thì rồi tôi sẽ đi đường dài với nó. Nếu như vậy cái được đầu tiên đó là anh sẽ nổi tiếng sau một đêm rất là nhanh. Boom, boom một cái là rất nhiều người biết đến anh. Nhưng mà cái mất lớn nhất đó là cái thứ nhất, anh có chịu nổi cái áp lực từ mạng xã hội không?
Cái mất thứ hai là những cái hành vi đấy nó có đi ngược lại triết lý của anh không? Tức là có những người người ta thực ra người ta không phải xấu như vậy, người ta không tệ như vậy, nhưng khi người ta buộc phải lựa chọn một cái hình thức, người ta tạo scandal, gồng lên, người ta phải gồng lên, và đôi khi nó đi ngược lại cái triết lý sống của người ta. Và cái thứ ba đó là cái anh có đặt được một cái giới hạn vừa đủ cho cái sự thiếu tích cực, thiếu lành mạnh đó không? Tức là có những người, người ta áp dụng công thức nhưng người ta áp dụng một cách quá lố, thì có những ý là làm lố quá rồi sau này tẩy trắng không được, hoặc là tẩy trắng không được, hoặc là cái việc cái vấn đề đấy nó sẽ theo bạn đến cả cuộc đời. Thì quan trọng là anh có đặt được một cái giới hạn cho bản thân anh không? Thì cái giới hạn thứ nhất là cái hành vi gây chú ý của anh nó có gây ảnh hưởng, gây nguy hại cho người khác không? Và cái giới hạn thứ hai đó là giới hạn về pháp luật. Có rất nhiều người nghĩ rằng là tôi làm việc này, đấy là quyền của tôi có thể chửi người này, tôi có thể lăng mạ người kia, thậm chí tôi có thể đập phá cái đồ của chính tôi. Thì tôi nghĩ rằng cái việc xác định hai cái giới hạn đấy là rất quan trọng. Bộ Công an đã phát đi cảnh báo 5 phương thức lừa đảo phổ biến liên quan đến lĩnh vực du lịch, như là đăng tải bài viết quảng cáo bán tour du lịch, phòng khách sạn giá rẻ, hoặc quảng cáo dịch vụ làm visa du lịch nước ngoài, sau đó đề nghị nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc chi phí ban đầu, từ đó chiếm đoạt số tiền này. Kẻ lừa đảo cũng có thể làm giả các website, fanpage của công ty du lịch uy tín, làm giả ảnh chụp biên lai, hóa đơn thanh toán và đề nghị nạn nhân chuyển khoản thanh toán với chi phí tour du lịch. Đã cấp cứu kịp thời hai trẻ nghi bị ngộ độc tại xã A Vao, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị. Trước đó vào tối ngày 23 tháng 4, hai chị em ruột, một người 9 tuổi và một người 6 tuổi, trú tại xã A Vao, đã được đưa đến trạm quân dân y kết hợp cấp cứu. Hai trẻ này có dấu hiệu nôn, đau bụng dữ dội, nghi là bị ngộ độc do ăn trúng phải nấm độc. Hai em đã được chữa trị bằng cách gây nôn, tiêm trợ tim và truyền dịch. Hiện sức khỏe đã ổn định. Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm qua cho biết đã bắt giữ được hai đối tượng đi xe máy giật dây chuyền của người dân đang dừng chờ đèn đỏ. Trước đó vào trưa ngày hôm kia 23 tháng 4, trên mạng xã hội đã lan truyền một clip ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy chở theo vợ dừng chờ đèn đỏ tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Hai đối tượng điều khiển xe máy mang biển kiểm số soát thành phố Hồ Chí Minh đã áp sát rồi giật sợi dây chuyền của nạn nhân và sau đó tẩu thoát. Vụ việc làm hai vợ chồng loạng choạng và té ngã. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ được đối tượng này. Thưa quý vị, mục Alo Chào Buổi Sáng ngày hôm qua đã phản ánh về câu chuyện của người dân ở khu đất dịch vụ làng nghề Đồng Kỵ, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh phải dùng tạm điện bợ. Điện tạm thì không chỉ là giá cao mà đường dây điện còn trăng mắc một cách rất nguy hiểm. Theo tìm hiểu của phóng viên thì mặc dù hệ thống hạ tầng điện tại đây đã hoàn thiện, thế nhưng người dân vẫn chưa được chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, triển khai đấu nối để có thể sử dụng hệ thống điện này. Vậy thì lý do tại sao? Thì sau đây là ghi nhận của phóng viên Alo Chào Buổi Sáng. Khu đất thương mại dịch vụ làng nghề Đồng Kỵ có diện tích gần 18 hectare do công ty Nam Hồng là chủ đầu tư. Hạ tầng cơ sở hiện đã hoàn thiện 90%. Để giải phóng mặt bằng cho dự án này, chủ đầu tư có đưa ra 3 phương án cho bà con lựa chọn. Thứ nhất là một sáo đất ruộng được đền bù bằng tiền là 320 triệu đồng, bao gồm cả tiền hỗ trợ của chủ đầu tư. Phương án 2 là một sáo ruộng bà con sẽ được đổi lấy 40 mét vuông đất ở. Và phương án 3 là một sáo ruộng đổi lấy 90 mét vuông đất dịch vụ làng nghề, thuê 50 năm. Có khoảng hơn 100 hộ dân chọn phương án 3. Bà con tưởng đổi thế là xong. Thế nhưng khi nhận đất, xây dựng công trình, thì chủ đầu tư yêu cầu phải đóng thêm tiền thuê đất hàng năm là hơn 52.000 đồng một mét vuông. Tính ra mỗi lô 240 m2 sẽ phải đóng thêm hơn 620 triệu cho 50 năm sử dụng. Hoàn thành nghĩa vụ này thì chủ đầu tư mới cấp điện. Thế nhưng bà con cho biết trong hợp đồng góp vốn ban đầu thì người dân hoàn toàn không có nghĩa vụ đóng tiền thuê đất này. Trong hợp đồng ban đầu là không có mà bây giờ có là chúng tôi rất bức xúc. Vì nếu như thế thì chúng tôi lấy lâu dài chứ chúng tôi làm gì mà lấy 50 năm. Lâu dài hưởng một sào là 40 m2. Thế thì họ ở vĩnh viễn. Tiền thuê đất đến nữa cũng chỉ có 200 một năm. Ông Ngọ cho biết một lô đất 240 m2 thuê 50 năm, tương đương với 840 triệu đồng tiền đền bù. Thì 840 triệu đó chính là tiền để trả cho việc thuê đất trong 50 năm rồi. Vậy mà bây giờ lại bắt bà con đóng thêm hơn 620 triệu nữa, thì tính ra tiền đất đi thuê sấp xỉ gần bằng tiền đất vĩnh viễn. Cộng vào thì đất 50 năm đã mất mỗi mét vuông là 6 triệu 2 trên 620. Vâng. Mà chỉ được 50 năm. Thế thì bây giờ thế là so sánh đất lâu dài 8 triệu vĩnh viễn và thế là đất 50 năm mà mất 6 triệu 2 thì không ai ta chấp nhận được.
Đại diện chủ đầu tư cũng thừa nhận rắc rối này cũng đến do thiếu sót từ hợp đồng ban đầu. Công ty cũng hiểu là người dân sẽ hiểu là đây là đất thuê 50 năm và phải đóng tiền thuê đất hàng năm. Nên là cũng hơi sai sót trong cái hợp đồng là cũng không ghi vào đấy là phải người dân phải đóng tiền thuê đất hàng năm. Tại vì riêng tiền thuê đất cho 50 năm đây theo tính của hàng năm của cục thuế là hơn 7 tỷ. À, công ty nếu mà như thế 50 năm công ty phải trả 350 tỷ. Nếu mà chủ đầu tư đóng thế thì chủ đầu tư phá sản luôn. Trong đầu tháng 5, Ủy ban thành phố cũng sẽ mời các hộ dân có đơn kiến nghị công ty Nam Hồng và các cơ quan có liên quan tổ chức đối thoại để tìm ra cái hướng giải pháp cho tìm ra cái hướng giải quyết cho theo cái kiến nghị của các hộ dân. Người dân cho biết nếu theo lý giải và cách hiểu của phía công ty Nam Hồng, có nghĩa đất ruộng của bà con chỉ được đổi lấy quyền chọn để được nhận các lô đất thuê 50 năm. Nếu biết trước như vậy, chắc chắn sẽ không ai nhận đất thuê 50 năm làm gì. Khoảng 10 ngày trở lại đây thì xung đột quân sự giữa quân đội chính phủ và nhóm vũ trang tại Sudan không ngừng leo thang căng thẳng, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng. Hàng loạt đại sứ quán của các quốc gia phương Tây thông báo đóng cửa, ngừng hoạt động do lo ngại an ninh tại Sudan. Gần 30 quốc gia đã sơ tán nhân viên ngoại giao cùng công dân khỏi quốc gia châu Phi này khi mà giao tranh giữa các phe phái tiếp diễn. Đây là chuyến bay sơ tán hơn 100 người từ thủ đô Khartoum của Sudan về Rome, Italia. Phần lớn hành khách trên chuyến bay là người Italia, làm việc trong ngành ngoại giao hoặc các tổ chức quốc tế tại Sudan. Họ mô tả những ngày vừa qua tại Sudan là khủng khiếp với quy mô và mức độ khốc liệt của các vụ giao tranh ở mức chưa từng thấy trước đây. Trong 8 ngày qua, liên tục là ném bom, nổ súng và có rất ít thời điểm yên bình. Việc di chuyển ngoài đường là rất rủi ro, vì vậy chuyện sơ tán dù chỉ trong vài giờ cũng rất nguy hiểm. Khoảng 30 nước đã thông báo sơ tán công dân khỏi Sudan. Anh cử lực lượng đặc nhiệm tới Sudan trực tiếp hộ tống công dân rời khỏi vùng xung đột. Bên cạnh đó, Ả Rập Xê Út cũng sơ tán hơn 150 công dân khỏi quốc gia châu Phi. Mỹ và Pháp sơ tán khoảng 200 người. Đức cũng nhanh chóng đưa hơn 300 công dân khỏi vùng chiến sự. Các phe phái đối địch ở Sudan đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn trên toàn quốc trong 72 giờ. Hy vọng thời gian ngừng bắn có thể kéo dài, tạo thuận lợi cho chiến dịch sơ tán. Chúng tôi đang tranh thủ từng phút để đưa công dân rời khỏi Sudan. Ưu tiên cao nhất là bảo vệ an toàn cho người dân của chúng tôi. Giao tranh giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự từ ngày 15 tháng 4 đến nay đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, khiến khoảng 420 người thiệt mạng, hơn 4.000 người bị thương và hàng triệu người Sudan mắc kẹt, không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Các nhà khảo cổ học Peru đã phát hiện một xác ướp trong tình trạng khá tốt với một số phần vẫn còn nguyên vẹn. Từ những đồ gốm được tìm thấy gần xác ướp thì các nhà khảo cổ ước tính xác ướp có tuổi từ 1.100 đến 1.200 năm tuổi và có thể thuộc nền văn minh Lima hoặc là Ích Ma. Xác ướp được cho là của một thiếu niên, được tìm thấy ở dạng được quấn kỹ tại khu khảo cổ gần ngoại ô thủ đô Peru. Hồi tháng 1 năm nay thì di hài của 8 trẻ em và 12 người lớn được cho là bị hiến tế cách đây khoảng 800 cho đến 1.200 năm cũng đã được tìm thấy ở khu vực này. Ngành xây dựng tại Australia đang ghi nhận nhiều đơn đặt hàng những ngôi nhà lắp kép với thiết kế siêu nhỏ. Sống trong nhà siêu nhỏ được cho là sẽ giúp giảm chi phí sinh hoạt của người dân. Xu hướng này ngày một phát triển trong bối cảnh lạm phát ở Australia đang cao nhất trong 30 năm qua. Nhà lắp ghép siêu nhỏ không phải là mô hình thiết kế mới, nhưng xu hướng này đang tăng lên ở Tasmania, Australia. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng hàng đầu tại đây cho biết, loại nhà này sẽ trở thành một phần quan trọng trong các công trình xây dựng mới trong thập kỷ tới và cũng có thể trở thành một phần của giải pháp cho các vấn đề nhà ở tiết kiệm túi tiền. Việc thuê nhà sẽ tốn rất nhiều tiền vào thời điểm hiện tại. Lãi suất đang tăng lên, vì vậy mọi người đang cố gắng tìm các giải pháp thay thế để không phải bỏ ra quá nhiều tiền sở hữu một căn nhà riêng. Các mảnh ghép của nhà siêu nhỏ sẽ được làm tại xưởng và sau đó được lắp ráp và chuyển đến địa điểm người mua đã chọn. Nhà có nhiều loại giá khác nhau nhưng nhìn chung đều phù hợp với mức thu nhập hiện nay của người dân. Trong 5 năm qua, nhu cầu những ngôi nhà siêu nhỏ tái chế từ container tăng lên đáng kể, đặc biệt là trong 6 tháng trở lại đây. Tôi nghĩ rằng trong tương lai, nhà lắp ghép siêu nhỏ sẽ ngày càng trở thành một mảnh ghép lớn hơn trong ngành xây dựng, đặc biệt là nó đáp ứng được mục tiêu về nhà ở xã hội và giá cả phải chăng của chính quyền tiểu bang.
Hiện hơn 4.500 dân số tại bang Tasmania trong danh sách chờ nhà ở xã hội. Giới chức địa phương tuyên bố họ đang đặt mục tiêu xây dựng mới 10.000 ngôi nhà ở xã hội với mức giá cả phải chăng vào năm 2032. Và để đạt được mục tiêu này, nhà lắp ghép siêu nhỏ là một phương án tiềm năng cho việc giải quyết tình trạng thiếu nhà ở xã hội tại địa phương.